Hello anh em đã trở lại với kênh YouTube của mình. Mình là Hải Đi Vlog đây. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn anh em cách thuần chim yến phụng siêu cấp tốc nha anh em. Giờ thì mình đi mua chim. Let's go. Mình mới mua chim gì tới các bạn ơi. Đây là chim mình mới mua về nha các bạn. Nhìn đẹp không? Giờ mình bỏ vô lồng cho mình nói một xíu. Đây là đám mà mình thuần trước rồi nha các bạn, nó cũng chưa ấy lắm, mình bỏ vô mới về bay lọn lắm nha các bạn. Đây. Mấy con này là mình thuần trước rồi nha các bạn, nó cũng chưa vậy lắm, nhưng mà mình kêu mình lấy đồ ăn bỏ tay lại chạy lại nha. Hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn là mình làm sao để mà để cho kêu mấy ẻm chạy lại nhanh nhất khi mới mua về nha. Trước tiên á là mình chia ra chơi chim yến phụng, mình chia ra. Đây là chim mình mới mua về nha các bạn. Nhìn đẹp không? Giờ mình bỏ vô lồng cho mình nói một xíu. Đây là đám mà mình thuần trước rồi nha các bạn, nó cũng chưa ấy lắm, mình bỏ vô mới về bay lọn lắm nha các bạn. Đây. Sao nãy giờ về nhà em nó hết nhảy lọn rồi nha anh em, chịu đứng cầu rồi. Giờ mình bắt ra mình cắt cánh nha, cắt lông cánh cho nó là giúp dễ thuần nè, để cho nó đỡ bay nhét đập đầu vô mấy cái thành này nè, có thể chảy đầu chảy máu nè. Mình cắt cánh cho dễ thuần hơn nha. Hello sao giờ mình cắt lông cánh đó nha anh em. Giờ mình cắt mình chừa lại hai lông cho nó đẹp, đừng có cắt hết nhìn nó chùi lủi xấu lắm. Mình cắt chừa hai lông, mình cắt vô 6 lông nha anh em. Năm cộng chưa? 4 cộng rồi nha. Còn thêm 2 cộng nữa. Xong một cánh. Xong một cánh nha anh em. Đây là mấy con mà mình thuần xong rồi này. Nhìn nó dạng ghê không? Này là mình thuần chưa tới 1 tuần lễ nha anh em. Mỗi con mình có bán luôn nha, mỗi con 200 nha. Ai thích thì có thể nhắn tin riêng cho mình. Nè, Happy. Happy. Tên bốn nó là Happy nha. Mình cắt. Coi chừng phạm lông ấy nữa. Giờ mình cắt xong con này mình để chung với 4 con này luôn nha, cho nó dạng mình hơn. Đó là cách thuần thứ hai nha. Mình thuần một con trước á, rồi mấy con sau á dễ thuần hơn. Này bỏ vô bầy này, con này nó dễ thuần hơn nè. Còn nếu như thuần không á, anh em phải bỏ đói một ngày. Mình cũng hướng dẫn anh em bỏ đói nó một ngày, rồi từ tối nay đến chiều mai mình sẽ quay cho anh em coi, mình sẽ hướng dẫn để sao đút nó ăn, rồi làm cách nào để cho nó chịu đứng lên tay ăn nha anh em. Nè, giờ mình thả nó vô, sau khi cắt cánh xong rồi giờ mình thả nó vô chuồng luôn. Mình thả ra nó bay luôn, tìm luôn anh em. Nè mình thả vô chuồng luôn nha. Thả tới chiều ngày mai mình mới cho nó ăn nha anh em. Nó chắc nó đi theo mấy tụi này chắc nó cũng nhanh dạng. Em đi. Hello anh em nha. Lại là mình đây. Chiều hôm nay là một ngày mình không cho bé này ăn rồi nha anh em. Giờ mình sẽ lấy ra cho anh em coi ăn nè, coi mình thuần nó sao nha. Giờ mình mở cửa lồng bắt em nó ra nha anh em. Nó tự ra luôn rồi. Thích
thức ăn mình để ở đây này nha. Mình cho nó ăn chơi nha mấy bạn. Mấy con này thì mình thường lâu rồi, phải từng mấy rồi. Lâu rồi. Còn bé này mới về ngày hôm qua này. Còn ba nhét lắm nha anh em. Bé màu trắng này. Để mình cho cái này ăn trước đi. Khi thấy lũ này ăn, con bé này cũng chui lại nha anh em. Tại lũ này sống theo kiểu bầy đàn á, nên nó tiếng kêu gọi nó là kêu có đồ ăn là kêu gọi lại. Có lũ này mình cũng dễ thuần hơn nha anh em, dễ thuần một con hơn. Sẵn là tụi nãy ăn rồi, bé này cũng lại ăn này nè, là mình đỡ thời gian, là mình đỡ thời gian cho bé nó làm quen mình á, nó ở gần nên nó không bay loạn, nó ăn với chung với bé này. Giờ mình bỏ cái bé này xuống, mình bắt bé màu trắng đút cho anh em coi, ăn thử coi được không nha. Mình lấy ngón tay mình đưa từ dưới bụng, nó đưa lên từ từ thôi anh em, bé một nhét nha anh em. Nó vậy là bé lên tay nè. Mình lấy một tay này, mình cầm thức ăn nè, mình mồi mình đưa vô. Mấy con này nói chung là cũng dễ thuần lắm nha anh em. Có ăn là nó lại hết rồi. Miếng ăn là miếng tồi tàn mà. Này nha, một ngày bỏ đói thôi nha, giờ mình đút mồi là bé nó ăn liền luôn nha anh em. Tại sao mình phải bỏ đói như vậy là mình phải cho bé tập ăn lên tay mình nè, để cho nó làm quen với mình, làm quen hơi mình. Đằng sau này mình kêu tên nó lại. Nguyên một bầy này là mình đặt là tên là Happy hết nha anh em. Giờ mình kêu là nó lên tay. Bé màu trắng này ăn rất ngon lành luôn nha. Sau một đêm bỏ đói thì bé ăn rất ngon nha anh em. Anh em thấy không? Đút là ăn. Mấy bé này á, anh em mới mua gì á, cái anh em nhốt trong lòng khoảng một ngày á, nữa tới nửa ngày đó anh em lấy ra, anh em mua bình xịt nước á, anh em xịt vô nó, giống như nó giải tỏa căng thẳng, như tắm nó giải tỏa căng thẳng, như nó hết nhét, nó hết bay đập lòng, nên anh em cầm nó cũng dễ hơn, cho ăn cũng dễ hơn nha. Cái ăn rất ngon lành. Giờ mình bỏ bé xuống, mình tắt lên nè. Nè mình bỏ bé xuống nè, mình đưa một ngón tay đưa từ bụng bé lên nè, đưa cho bé tự bước lên đây, mình bấm mồi cho bé nè, rất là dễ luôn. Một ngày anh em ngồi khoảng đút cho bé ăn, bé này ăn khoảng 5 đến 10 phút là no nha anh em. Nhưng mà mình mới mua gì á, mình cho ăn tuổi đầu á thì mình đừng có cho ăn cho nó no, nó căng nhiều. Mình để gì đó, mình để cho bé ăn vừa tới thôi. Mình chia cử ra, không phải là đút một lần mà đút cho bé ăn no hết. Mình chia cử ra. Này ví dụ là ăn một ít đi, cho anh em bỏ vô lòng khoảng 5-10 phút gì đó, cho anh em lấy ra anh em cho ăn lại tiếp. Là kêu bé là bé sẽ lại. Happy. Happy. Nó thấy không anh em? Mới đầu mình thả xuống mình kêu cự ly gần thôi. Càng ngày sau đó, ngày 1, ngày 2 rồi anh em phải bỏ bé xa xa ra, càng xa ra anh em kêu rồi bé biết là bé tên đó rồi bé sẽ lại, biết là lại sẽ có ăn nó sẽ lại. Giống như mấy con mình thuần nè, đây cái bầy này là mình chỉ cần bỏ thức ăn vô tay vậy, kêu tên Happy, Happy, tên con, nó là nó xúm nhau nó ăn gì nè anh em. Tụi này mình thuần được 1 tuần rưỡi nha. Còn bé trắng này thì mới mua ngày hôm qua nè. Hôm qua mình bỏ đói nó đến không cho ăn cho đến chiều hôm nay là mình lấy ra là bé sẽ lên tay bình thường, giống như bao đứa này luôn. Một phần á là mấy bé trắng này là thấy mấy bé màu vàng này ăn trên tay mình cũng là như là cũng tò mò tìm hiểu rồi lên ăn luôn. Không cần là phải nhét gì hết. Nên bé cũng rất là dạng. Giờ mình bỏ lũ này xuống, mình bắt bé trắng lên thử một lần nữa nha. Đảm bảo là lần này là lên như mấy lần trước luôn. Rồi bị fail rồi anh em ơi. Không lên rồi. Nó còn lưỡng lự lắm. Mới lần đầu mà.
bé còn hơi nhét nha, chứ không có dễ như mấy con này mà nhảy 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 sổng sổng hết tay nha nè. Đây mà đối với mấy bé mà giữ á, đối với mấy bé mà bé phụng mà giữ á, nó không chịu leo lên tay mình á, nó không chịu bay lên tay mình, nó cứ chạy gì nè, nó cứ chạy giống như mấy con này, mình chụp theo, mình lên tay mình đỡ gì nè anh em, đây nè tay mình cầm cái này nè, đây mình đỡ bé gì luôn, mình lấy thức ăn nè, cái mình móm cho bé, cho bé biết là trên tay đây đây là có đồ ăn nè, mình đỡ gì, cái xong mình buông ra từ từ anh em, buông ra từ từ, mình đút đây rồi bé sẽ từ từ đứng lên tay mình luôn, ok nha anh em. Chị cho nó ăn hàng ngày mấy bạn, chứ không phải là bỏ cử nó vậy nha. Các bạn phải cho nó ăn hàng ngày điều độ, rồi với lại là phải thường xuyên ngồi chơi với nó, chứ không thôi là nó sẽ nhét lại nha mấy bạn.